Xin chào, hôm nay mình xin chia sẻ với mọi người cái cách để vẽ đồ thị của một cái nhóm ngành. Thì ví dụ như mọi người nhìn thấy trên màn hình thì đây là mình tổng hợp lại một số cái nhóm ngành để mình vẽ lên cùng một cái đồ thị để có thể dễ dàng so sánh. Đây là cái đồ thị, nó thể hiện cái tốc độ, cái mức độ tăng giá của trung bình của một cái nhóm ngành. Thì ví dụ như ngày hôm nay thì mình so sánh sẽ thấy là cái mình thấy được cái nhóm nào nó tăng giá mạnh nhất. Ví dụ như nhóm thép hôm nay là cái nhóm mà tăng giá tốt nhất, tốt hơn trung bình so với mặt bằng chung của ngành. Còn ví dụ như những ngày trước đó thì mình nhắc vào đây, mình có thể nhìn được cái nhóm ngành nào nó đang tăng, đang giảm và nó tốt hơn thị trường đến mức nào, hoặc là nhìn so khi mà so độ dốc của cái nhóm ngành đó, thì mình biết được cái nhóm ngành nào là nhóm ngành đang mạnh. Thì gom chung lại nó là như vậy, hoặc là khi mà vẽ riêng ra từng biểu đồ thì mình có thể vẽ luôn cả khối lượng giao dịch hoặc là cái giá trị giao dịch của cái trong ngày hôm đó. Nhưng mà nếu mà mình quan tâm từng cái nhóm ngành riêng đó, thì mình có thể vẽ riêng một cái biểu đồ. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người vẽ cái biểu đồ của từng cái này. Mọi người có thể áp dụng để vẽ cho một nhóm, một nhiều cái ngành chung một cái biểu đồ. Thì trong cái biểu đồ này mình có đưa vô dùng cái hàm param để chỉnh cái thông số của watchlist. Cái watchlist này tức là cái nó sẽ là cái nhóm ngành, mình đổi cái này nó sẽ ra nhóm ngành khác. Ví dụ như dưới đây mình làm cho mỗi cái nhóm ngành là một cái sheet nè, chứng khoán, bất động sản, ngân hàng hoặc là bất cứ ngành nào mọi người cần theo dõi thì mọi người có thể làm tương tự như vậy. Rồi một cái lưu ý nữa là ở đây ví dụ như mình sẽ là tạo nhiều cái watchlist, trong mỗi cái watchlist đó là sao mình sẽ lưu những cái mã ngành cùng một cái nhóm ngành. Ví dụ như ngành ngân hàng nó là cái số thứ tự nó là số 5. Mọi người có thể kiểm tra cái nhớ cái số 5 này đây, hồi trong phần code nó có cái phần sử dụng cái đó. Như là chứng khoán nó sẽ là cái số 6. Công nghệ sẽ là số 7. Thì một số hàm mình xài hôm nay là cái hàm quan trọng nhất là cái hàm category guess symbol. Và cái hàm thứ hai là string extract. Và trong đây mình cũng có sử dụng cái vòng lặp for. Và một số hàm sử dụng thường xuyên thì mình không có nhắc tới. Thì cái chú ý nhất là cái category get symbol này. Mục đích của nó là truy xuất danh sách các ký hiệu được phân tách bằng một cái dấu phẩy trong một cái danh mục. Mà cái danh mục cụ thể cái cấu trúc đó là category red symbol, cái danh mục, cái chỉ số. Thì cái danh mục này nó có thể là market, nó có thể là group, là sector hoặc là watchlist trong 7 thằng này. Mà cái mà mình dễ sử dụng và sử dụng thường xuyên nhất là watchlist, nên là mình áp dụng cho watchlist thôi. Thì trong cái bài cấu trúc của mình là đầu tiên là cái watchlist là số mấy. Thì cái này là mình sẽ tạo một cái hàm, dùng cái hàm param để mình tùy chỉnh cho cái số này, có thể tùy chỉnh là ví dụ là cái param này là cái nó chính là cái index này. Thì ví dụ như nhóm chứng khoán hồi nãy là số 6 thì mình mặc định số 6, rồi mình có thể sửa lại số mấy khi mà mọi người cần làm. Thì list category red symbol và dùng cho watchlist và cái nhóm máy thì mình có thể tùy chỉnh và nhập. Còn cái hàm thứ hai là cái hàm string extra, là nó truy xuất tới một một chữ trong một dãy ký tự được phân cách với nhau bằng các dấu phẩy. Ví dụ nhìn ví dụ mọi người sẽ dễ hiểu ha. Ví dụ như một cái dãy là nó có những cái mã này nó tách nhau bằng dấu phẩy,
Mình nhập đây là vị trí số 2. Vị trí số 2 nó sẽ đếm từ 0, 1, 2. Vị trí số 2 sẽ lấy A mà D nè. Vị trí 0 nó sẽ lấy thằng đầu tiên. Thì mục đích của thằng này là như vậy. Rồi tiếp tục cái dòng lập for. Dòng lập for cấu trúc của nó là nó sẽ lập khi mà cái điều kiện còn đúng. Thì cấu trúc của nó là for mở ngoặc y bắt đầu, điều kiện đúng và cái bước nhảy. Mọi người chú ý là giữa những cái thằng này á, là nó sẽ là dấu chấm phẩy chứ không phải dấu phẩy như những cái hàm bình thường, và kết thúc nó là không có cái dấu chấm phẩy. Những cái câu lệnh còn ở trong dòng lọc for này nó sẽ bắt đầu bằng dấu ngoặc nhọn và kết thúc bằng dấu đóng ngoặc nhọn. Thì trong bài mình sẽ dùng cái này là dùng dòng lập for y nó bắt đầu từ 0 và điều kiện là cái này là ký tự đại diện thôi. Ký tự đại diện nó cho y nó chạy nè, y nó chạy để dùng cái hàm nãy lúc trước mình hồi nãy mình giới thiệu đó, sin extra này, để nó lấy các ký tự lần lượt ở trong cái list. Thì mình sẽ mở cái code lên cho mọi người thì tham khảo. Ở đây cái watchlist này là có thể thay đổi. Ở dưới đây mình sẽ dùng lệnh tiếp tục là dùng lệnh in thôi. À, có sử dụng lệnh com để tính tổng lũy kế. Đây cho mọi người kiểm tra là cái này, ví dụ như này là watch list là số 6, nó sẽ là nhóm chứng khoán này. Chứng khoán nó là sẽ là số 6. Còn ngân hàng, như ngân hàng thì mình sẽ chỉnh thành parameter nó thành số 5. Số 5 nó sẽ vẽ biểu đồ của nhóm ngân hàng. Thì những cái nhóm khác tương tự. Mọi người có thể gom nhiều cái lên thì sẽ tập hợp để thành một cái biểu đồ để so sánh các nhóm ngành cùng một biểu đồ. Mọi người có thắc mắc có thể liên hệ Zalo với mình để mình sẽ giải đáp những câu hỏi. Cảm ơn.